Hôm nay là Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 18 tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Vâng theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư Tôn Đức và toàn thể đại chúng, cũng như là tất cả quý liên hữu đang online trực tiếp trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, Tổ sư Ấn Quang khai thị về giáo dục gia đình và nhân quả. Con người bẩm thụ khí âm dương của trời đất, nhận lãnh tinh cha huyết mẹ mà sanh. Từ lúc mới sanh cho đến năm 3-4 tuổi, nhất cử nhất động cha mẹ đều phải chăm sóc. Từ đấy trở đi tuy có thể tự hành động, nhưng phàm các xử lý đều cần đến cha mẹ sắp đặt chỉ dạy, nếu không chẳng thể sống còn trong cõi đời. Đến khi trưởng thành, cha mẹ chọn lựa người hôn phối, hồng được hưởng niềm vui có gia đình, ngõ hầu trong ngoài giúp đỡ nhau, để con tận hết bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, có con cháu để phòng lúc già chết. Đấy là đạo tất nhiên của trời đất, thánh nhân phỏng theo đạo trời đặt ra lễ, ngõ hầu ai nấy đều giữ luân thường, để tận hết đạo làm người và đạo làm con vậy. Nếu chẳng tuân theo lễ của thánh nhân, đã thế cũng như mệnh lệnh của cha mẹ, chỉ cần hai bên say mê nhau là thành vợ chồng, thì có khác gì cầm thú đâu. Những kẻ chẳng biết tốt xấu, chuyên bắt chước thói ác của Âu Tây, ồn ào đề xướng tự do kết hôn, sao không đề xướng lúc mới sanh, bèn chẳng nhận sự chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ để tự do khôn lớn thành người. Nếu như họ trong một đời này tự do khôn lớn, tuyệt đối không phải nhận sự chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ thì cứ tự do kết hôn, vì sự và lý đều thật sự hết sức chánh đáng. Nếu không thể như vậy, sao chỉ đến lúc trưởng thành lại có thể tự lực lấy chuyện nam nữ luyến ái làm tiêu chuẩn? Đấy chính là kẻ tội nhân cực nặng, nghịch trời trái lý, khinh thánh, miệt thị luân thường. Do vậy tâm hạnh kẻ ấy có khác gì cầm thú đâu. Cư sĩ Dương Chương Phủ ở Vô Tích soạn văn đã phá. Do vậy tôi bèn làm lời tựa dẫn nhập để phát khởi điều chưa phát. Hầu những người đề xướng thuyết tự do kết hôn đều giác ngộ. Tôi thường nói, nhân quả chính là phương tiện lớn lao, thánh nhân thế gian, lẫn suốt thế gian dùng để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Dù nhầm thuở thánh giáo xương minh, nếu không đề xướng nhân quả, thì còn chẳng thể làm cho mọi kẻ ngu dân ngấm ngầm đoạn dứt hay dấu ác. Người trí đều tích chứa âm công lớn lao, huống chi này đang lúc thế đạo nhân tâm suy hoại đến cùng cực, vứt bỏ kinh sách của thánh hiền, luân lý đổ nhào, tà thuyết hoành hành đều đến mức cùng cực ư. Những người có tâm lo cho thế đạo, nghĩ muốn kéo lui con sóng cuồng loạn, nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng làm phương tiện, chấn động kẻ điếc, soi sáng kẻ đuôi, thì dẫu cho Phật Bồ Tát thánh hiền đều cùng suốt thế cũng không làm gì được, huống gì những kẻ thấp kém hơn các ngài ư. Câu chuyện thiện nhân sẽ gặp thiện quả trích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào triều Minh đất Dự Chương có một thư sinh tên là Nhiêu Thường. Một hôm giữa đường gặp một người cùng quẫn phải bán vợ cho người khác mang đi phương xa. Đang lúc vợ chồng từ biệt nhau khóc lóc thảm thiết, Nhiêu Thường động lòng thương, gạn hỏi số tiền người kia đang cần là bao nhiêu, rồi lập tức về nhà bán ruộng mang tiền đến giúp. Nhờ đó mà vợ chồng người kia lại được đoàn tụ. Đến khoa thi năm đó, vị quan chủ khảo bỗng nhiên nằm mộng thấy một vị thần mặc áo giáp vàng hiện ra bảo rằng: vì sao ông lại không chấm đầu cho kẻ bán ruộng giúp người kia? Quan chủ khảo giật mình tỉnh giấc, lập tức kiểm tra lại thì quả nhiên phát hiện mình đã bỏ sót một quyển bài thi, bèn mang ra chấm. Bài thi ấy trúng tuyển, được xếp thứ 3, chính là bài thi của Nhiêu Thường.
Đến khi dự yến tiệc mừng các vị tăng khoa, quan chủ khảo được biết việc nhiêu thường bán ruộng giúp người, qua đó mới hiểu được lời của thần nhân trong mộng. Về sau nhiêu thường có ba người con trai là Cảnh Huy, Cảnh Diệu và Cảnh Vĩ, đều nối tiếp nhau đỗ đạt. Lời bàn, tiền tài ruộng đất, người đời đều quý tiếc như mạng sống của mình. Nhưng trong kinh Phật, luôn ví những thứ ấy như bóng trăng trong nước, như giáng hoa trong gương, như châu báu trong giấc mộng. Vì sao vậy? Bởi vì trước mắt chỉ tạm thời ôm giữ sử dụng, một mai khi từ bỏ cõi đời sẽ không thể mang theo được gì. Nhưng nếu như quả thật muốn mang theo sau khi chết, thì vẫn có cách để mang theo, ấy là hãy dùng tài sản mà làm việc thiện, bố thí cho người, tạo được phước đức thọ sinh trong cõi trời người, ắt sẽ luôn giữ được sự an ổn, giàu có, sang trọng, hiển vinh. Hiểu rõ được điều ấy, ắt thấy rằng việc nhiêu thường bán ruộng giúp người hóa ra chính là cách để giữ gìn sản nghiệp. Người nào biết giữ gìn sản nghiệp theo cách đó mới có thể nói là vĩnh viễn làm chủ tài sản này. Hơn nữa, ai ai cũng có thể làm được như vậy cả. Số 2. Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát trong vô lượng kiếp trước đã sớm thành chánh giác, hiệu là chánh pháp minh. Nhưng do thệ nguyện rộng sâu, từ bi rộng lớn, chẳng lìa cõi tịch quang, hiện hình trong chính giới, tùy loại hiện thân, tầm thanh cứu khổ. Nên dùng thân nào để độ được, liền hiện thân ấy để thuyết pháp. Nguyện cho hết thảy chúng sanh trong hết thảy thế giới đều được lìa khỏi nỗi khổ huyễn vọng trong hiện tại, hưởng pháp lạc chân thường. Nhưng Ngài lại thương xót thế giới Ta Bà nhất. Do vậy, trong hội Pháp Hoa, Thích Ca Thế Tôn muốn cho chúng sanh cõi Ta Bà luôn được che chở, bèn đặc biệt nhân lời hỏi của Vô Tận Ý Bồ Tát mà trình bày rõ ràng thệ nguyện từ bi công đức oai thần của Đức Quán Âm, để hết thảy chúng sanh trong chính giới đều được nương tựa. Cho đến khi Phật Pháp được truyền sang xứ này, đến đời Tấn, Pháp Sư La Thập riêng dịch Kinh Pháp Hoa, mọi người mới biết Đức Quán Âm, dù bổn địa hay tích môn đều khó nghĩ lường. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Quán Âm tự thuật Pháp Viên Thông. Trong hội Hoa Nghiêm, Đức Quán Âm chỉ dạy thiện tài, đều phù hợp khích khao với ý chỉ Pháp Hoa. Do vậy biết, đại sĩ vô tâm, lấy tâm chúng sanh làm tâm của chính mình, cho nên hệ cảm liền ứng, trọn chẳng sai chạy. Vào cuối đời Tấn, Thư Cừ Mông Tốn nhà Bắc Lương bị bệnh, Ngài Đàm Vô Sấm dạy tụng phẩm Phổ Môn, Mông Tốn liền được lành bệnh. Do vậy phẩm này được lưu truyền riêng. Đời Tùy Trần Đại Sư Trí Giả, chú giải Kinh Pháp Hoa, đặc biệt giải thích cặn kẽ phẩm Phổ Môn này. Đủ thấy tâm của Phật Bồ Tát Tổ Sư chỉ mong cho hết thảy chúng sanh lìa hết thảy khổ, được hưởng hết thảy vui. Trộm nghĩ Kinh Tạng Pháp Hoa sâu thẳm u viễn, không ai có thể thấu đạt được. Chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu triệt rốt ráo. Quan là một ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo, làm sao có thể nêu tỏ đến mức tột bậc cho được. Đành luật thuật bổn tích của Đức Quán Âm và lai lịch lưu thông, chú thích kinh này cho xong trách nhiệm. Nguyện khắp các đồng nhân thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu đạt đến mức niệm cực tình vong, tâm lẫn cảnh cùng vắng lặng, thì hằng xa công đức vô lượng diệu nghĩa sẽ tự hiển hiện trọn vẹn trong một niệm. Do vậy chẳng cần phải trình bày rườm rà chi nữa. Câu chuyện cảm ứng do trì chú Đại Bi trích trong Tăng Biên Quán Âm Linh Cảm Lục. Tại xứ Triều Châu tỉnh Phước Kiến có người họ Vương, từ lúc niên thiếu đã bị bệnh mắt gần như mù. Bấy giờ có một vị tăng nhân thương xót tình cảnh cậu bé, nên đến khuyên cậu nên cung kính chí thành, trì tụng Đại Bi chú vạn biến, thì bệnh sẽ tự lành. Cậu bé vâng lời, cố gắng chuyên tâm trì tụng. Đến số 10.000 biến thì đôi mắt của cậu không người chữa trị, tự nhiên sáng lại. Lúc lớn lên vào một dạo nọ,
cậu lại bị người ác tâm vu khống nên bị kết tội vào trọng án. Trong lúc bị tù đày thì ngày đêm cậu vẫn hết lòng thành kính trì tụng chú Đại Bi. Một thời gian sau, cậu bé họ Vương được quan quyền xét lại sự việc và cho được trắng án. Khi lớn lên, họ Vương được bổ nhiệm làm quan tri huyện. Ông hết sức tín ngưỡng oai thần nguyện lực của Đức Quán Âm Đại Sĩ, nên cho người khắc bản thần chú Đại Bi và ấn tống lưu truyền khắp nơi. Ông cật lực khuyến hóa dân trong huyện, đồng phát tính tâm sâu dày với Tam Bảo, trì tụng thần chú Đại Bi và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày, để cuộc sống lúc nào cũng được như ý muốn. Số 3, Tổ sư Ấn Quang khai thị về phóng sanh. Con người vốn đã quý tiếc mạng sống, khiếp sợ cái chết, thì theo lý phải hiểu rõ được các khuynh hướng tránh nguy tìm an giống nhau ở muôn loài. Chúng ta với loài vật đều cùng thọ nhận khí tiết của trời đất. Nếu ta biết thương yêu vạn vật do trời đất sinh ra, thì trời đất ắt cũng thương yêu sự sống của ta. Nếu ta mong muốn cho loài vật được sống, thì loài vật cũng sẽ mong cho ta được sống. Người đời nay từ thiếu thời cho đến trưởng thành, từ trưởng thành cho đến già nua, không có giai đoạn nào là không giết hại loài vật. Ngay khi con vừa ra khỏi bụng mẹ, cả nhà liền cho đó là việc rất vui mà giết vật để ăn mừng. Không bao lâu vừa đầy tháng tuổi, lại vì ăn mừng nên giết vật. Đến lúc thôi nôi lại cũng giết vật ăn mừng. Lớn lên mời thầy dạy học cũng giết vật đãi đằng. Đến khi bàn việc hôn nhân, từ lúc thăm nhà cho đến lễ cưới, bao nhiêu nghi lễ cũng đều giết vật đãi đằng. Huống chi đến lúc con sinh ra cháu, rồi cháu cũng đầy tháng, thôi nôi cũng mời thầy dạy học, cũng lo việc hôn nhân vân vân, cứ thế tiếp nối không lúc nào, không có duyên cớ để giết hại vật mạng. Người sinh con gái thì lúc gả chồng cũng không khỏi giết hại vật mạng. Kẻ tin tà thuyết thì cúng tế quỷ thần ắt phải giết hại vật mạng. Người có lòng hiếu khách chiêu đãi ắt phải giết vật. Người nhiều bệnh cần tẩm bổ, cũng như kẻ tham ăn đều vì miếng ngon vào miệng mình mà giết hại vật mạng. Lại thêm những lúc đi đường không khỏi vô ý dẫm đạp côn trùng, hoặc trong khi làm nghề nghiệp kiếm sống cũng có lúc không tránh khỏi làm tổn hại mạng sống muôn loài. Cho đến những trường hợp thấy người khác giết hại mà vui mừng theo hoặc ngợi khen khuyến khích. Gộp lại trong một đời, những sinh mạng bị ta giết chết ắt phải có đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng ức ức. Dựa vào những điều ấy mà cầu được trường thọ liệu có thể được chăng? Xin rộng khuyên hết thảy người đời, nếu muốn được tăng thêm tuổi thọ, trước hết phải giữ giới không giết hại. Giới sát đã giữ trọn thì tự nhiên chắc chắn sẽ được tăng thêm tuổi thọ. Câu chuyện cứu chúng sanh tức là cứu mạng mình, trích trong An Sĩ Toàn Thư. Thuở xưa có một vị tỳ kheo đã chứng đắc lục thần thông, cùng sống với một đệ tử là chú Sa Di. Một hôm trong lúc nhập định, ngài quán xét thấy đệ tử mình chỉ trong 7 ngày nữa ắt phải chết, liền bảo chú về quê thăm cha mẹ, đến ngày thứ 8 hãy trở lại chùa. Ý ngài muốn cho chú đệ tử ấy được chết tại quê nhà bên cạnh người thân của mình. Không ngờ đúng ngày thứ 8 chú Sa Di vẫn còn sống trở lại chùa. Vị tỳ kheo liền nhập định quán sát nguyên do, mới biết chú lúc đang trên đường về quê bỗng gặp một tổ kiến sắp bị nước dâng tràn vào. Chú thấy thương xót đàn kiến sắp chết nên lập tức cởi áo cà sa đắp chặn xung quanh để cứu. Nhờ đó mà cả đàn kiến được thoát chết. Nhờ việc này mà chú Sa Di chẳng những không chết yểu, về sau lại sống thọ đến 80 tuổi, chứng quả A-la-hán. Lời bàn trong kinh dạy rằng người không giết hại thì được quả báo sống lâu. Xem như câu chuyện của chú Sa Di này thì càng tin sâu lời ấy. Nam-mô A-di-đà-phật.
Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đài, biển pháp giới, cúng dường thập phương, tam bao tiền, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, ma ha tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Này các loài chúng sanh, từ đời vô thì đến nay, chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh, tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mạng thân xuất sanh sống chết gửi trên giao thớt, may tay hôm nay các vị còn được túc căn thân lành, gặp được người cứu mạng, chắc nhiều đời các vị cũng có giao căn lành trong Phật pháp. Về giờ đây các vị nên phát tâm quy tam bảo và sớm muốn hiệu chứng và phát tâm niệm nam mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dương chi tình thủy, biến xá tâm thiên, tánh không bất đức, lời những thiên pháp giới, quảng tân duyên, diệt tội, tiêu khiên, hoa diệm, hoa hồng điển, nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, ma ha tát. Phù tử thủy giả, bất công đức, thủy tại thiên chân, tiên tại chúng sanh, nghiệp cố trần, biến nhập tỳ lô, hoa tận giới, cá chung vô sướng, bất siêu luân, thủy bất tỷ thủy, diệu cực pháp thân. Trần bất nhiễm trần, vẫn tới tự kỷ, nguyên trừ nơi ngoài, đáng địch tràn tràn, sẽ cứu một di tác chương sưng, cứ yếu bao nhiêu thành tịnh độ. Sở vị đạo nơi ngoài, chúng dân vô trực quế, tánh phạm, u hiện tổng thanh đương. Bồ Tát lưu đầu, cam lộ thị, năng lên đức trích, biến thập phương, tinh chuyên cố ế tận tiêu trừ, phổ sáu dương tức thanh tịnh. Này các loài chúng sanh kia, các người đã nhớ cho, khi bỏ thân xuống sanh, hướng tâm về tam bảo. Đầy đủ gồm chân pháp tinh sâu cùng nguyện thiên chuyên niệm Phật Di Đà, cầu và sinh tinh độ và chứng được ngôi bất thôi để độ từng chúng sanh. Nam mô tinh độ phẩm Bồ Tát, nam mô tinh độ phẩm Bồ Tát, nam mô tinh độ phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu ạ? Cả người chân lòng chân tộc lắm, nên đời này chìm đống sông mê. Tôi tâm chẳng biết tu chi, gây bao tội ác lại về mang thân. Sống đòi để chết thường đau khổ, lòng về sừng có đường đường đâu. Dù là bê chứng lần sau, lưới về tên bắn mất co thả mồi. Ta càng bất cùng hơi phun đông mang. Hồn còn vọng vắng nâu răng sông nồi, muôn phần trên này người cầm chân, may sao nhờ các vị thiện nhân, cứu cho người được thoát thân. Đến đây lại đường giờ ông phép mô, vì người kịp hồi đoạn quy phần, sống dốc lòng vi pháp quy tăng, hết đoạn sấm hơi tương tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh kia, cũng là tham sân si, tự thân miệng ý mà sinh ra. Hôm nay phát tâm xin sám hối. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy phần lượng thuốc trung tông. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y pháp ly dục trung tông. Hôm nay các vị quy tăng chúng trung tông. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy phật không đòi địa ngục. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy pháp không đòi ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng không đòi và sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đà Bảo Như Lai. Nam mô Bảo Thân Như Lai. Nam mô Diệu Sáng Thân Như Lai. Nam mô Hoàng Bảo Thân Như Lai. Nam mô Lý Vô Úy Như Lai. Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Cuộc này xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Tân A Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Tân A Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Tân A Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phong sanh công đức thù thắng hành.
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tông vào vô lượng quang Phật xa na nguyện tiêu tam chư chư phiền não nguyện đắc chứng huệ chân minh liệu phổ nguyện tội chúng ta tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện thỉnh tây phương tịnh độ chúng cửu phóng liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh. Nguyện di từ công đức phổ cầm mưa những thiên năng đang dư chúng sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tổ Tất Đại Chứng Minh Phục Nguyện Thượng Chương Vườn Dự Tăng Vi Pháp Luân Thượng Chương Phong Điều Vô Thượng Quân Thế Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hưởng cho nghiêm Tây Phương cõi Đức Phật A Di Đà trên đền bốn ơn nặng dưới cô khổ ba đường những người thấy nghe đường điều phó tam bồ đề đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hưởng cầu ban cho tất cả chúng sanh đang bị dịch bệnh corona trên toàn thế giới và cầu ban cho đệ tử chúng con cùng thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh cùng đại chúng tại viện chứng tu và tinh thần quan thêm cùng chư vị đang tham gia phóng sanh trong ngày hôm nay. Cho chư vị thân tâm an lạc tận bình tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ sống tư tự giác giác tha chân hạnh viên mạng. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hưởng kỳ siêu cho chư vị hương linh cùng hồi hướng đạo bị chết trong dịch bệnh corona trên toàn thế giới cùng cổ siêu của ông Trần Khư Pháp Danh Thiện Chánh Hưởng Thọ 82 tuổi xã Di Ni Liên Phương Thế Danh Nguyễn Thị Ngày Hưởng Thọ 83 tuổi Nguyễn Thị Nguyễn Pháp Danh Bình An Hưởng Thọ 95 tuổi Nguyễn Văn Nho Pháp Danh Chánh Minh Hưởng Thọ 79 tuổi Nguyễn Thị Ngày Nguyễn Thị Này Pháp Danh Diệu Bồ Hưởng Thọ 74 tuổi Hướng Linh Nguyễn Thị Trâm Pháp Danh Tâm Tính Mức ngày 14 tháng 12 Quý Thị Trần Trung Nhà Pháp Danh Chánh Đạt Đức Hưởng Thọ 72 tuổi Nguyễn Văn Diệu Hướng Dương 59 tuổi Đỗ Minh Phúc Hưởng Thọ 78 tuổi Chậu Xuân Ba Pháp Danh Thiện Trung Hưởng Thọ 90 tuổi. Cụ hiện thân tọa tập nhìn lời cô hôn ngân quý hạ xá hữu vị vô danh hữu danh vô vị và chư viện linh tha nhi cũng chư viện linh có duyên với chúng con. Và các biểu gia trái chủ giống như đời như kiếp đã bị chúng con cố ý học vô tình hồ sức người sức hồi hôm nay chúng con đem tất cả công đức phóng sanh này hưởng cho vì sớm mà sanh bị cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện ân sư dương dục phụ mẫu sinh thành đần nát thí tăng ích phương điện ẩm sư dương thấy pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình động sanh cực lần đồng kiến di đà động ngộ vô sanh động thành Phật đạo. Nam mô Đã Phượng Tử Quy Phần xin an nguyện chúng sanh thề theo đạo ca phóng lòng vua thượng thượng quy phạm xin an nguyện chúng sanh chiến huệ như biển thượng quy tăng xin an nguyện chúng sanh thống lý đời chúng tất cả không một ngày nguyện đem công đưa này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng thanh về tịnh độ. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang xin liên hệ số điện thoại 0792344948 0904775948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh cúng dường Tam Bảo xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1 tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2 tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 1111 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3 tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada
phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address: 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng, Province. Script code: BFTVVNVX056. Account no: 0561 370 747474. Name of account: Trần Văn Hơn. Địa chỉ: Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.